Xin sẽ giải thích giúp con một thắc mắc liên quan đến kinh Na Tiên. Con không nhớ rõ nguyên văn đoạn đối đáp ấy, đại ý là nhà vua Milinda hỏi ngài tại sao một cư sĩ chứng thánh quả phải nhập niết bàn trong ngày hôm đó. Na Tiên Tỳ Kheo giải đáp nhưng con thấy chưa hiểu lắm, mong sư giảng lại. Nó đơn giản là cái vị thế của một cái người cư sĩ nó không chứa nổi cái sức nặng của một vị thánh tứ quả. Nó giống như một cái ly nước, thì một cái ly nước nó có thể chứa được 1/4 cái ly, nó có thể chứa được nửa cái ly, nó có thể chứa được đầy cái ly. Nhưng nếu như nhiều hơn cái lượng nước đó thì cái ly nó không chứa nổi. Cái ly nó không chứa nổi. Và nếu như chúng ta bằng cách nào đó chúng ta đè, chúng ta áp suất, chúng ta nén để mà đưa cái lượng nước đó miễn cưỡng để vào ở trong cái ly nước này, thì ly nước này nó chỉ đi đến cái sự tan vỡ mà thôi. Tức là sức chứa của cái ly nước có hạn. Cũng vậy, cái sức chứa của một cái người tại gia cư sĩ có hạn, họ có thể chứa được cái vị thế của một người cư sĩ đó, có thể chịu được cái đức hạnh của một vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, nhưng đó là giới hạn sau cùng. Khi mà vị đó chứng được tới tứ quả thì cái địa vị của một người cư sĩ đó, nó không còn khả năng nó chứa nổi, nó không có khả năng nó chịu nổi. Cho nên là vị ấy phải có hai lựa chọn: một là xuất gia trong ngày, có nơi nó là trong 7 ngày; hai là nhập niết bàn, không còn một con đường nào hết. Nó cũng giống như một số người họ phải chết để họ hưởng cái quả phước cao hơn, bởi vì cái phước của họ quá lớn, thành ra là họ không cần phải ở cái thân thể đó nữa. Ví dụ như trường hợp mẹ của Bồ Tát, do cái phước mà sanh ra một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót nó rất là lớn, cho nên bà cái cơ thể của một cái người phàm mà tại gia như vậy đó nó không chứa nổi, thành ra bà phải chết để bà tái sanh làm một vị trời, bà hưởng cái quả phước cao hơn. Hoặc là nói theo cái kiểu mình ấy, thì ăn no quá thì nó sẽ phải bể bụng thôi. Cái cơ thể người á mà tại gia cư sĩ á, nó có hạn chế.